xác định 16 đội bóng giành vé dự giải U23 châu Á 2024. Vượt qua vòng loại với thành tích đứng đầu bảng C, đội tuyển U23 Việt Nam đã có vé tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2024 vào năm tới tại Qatar. Vào tối ngày 12 tháng 9 năm 2023, đội tuyển U23 Việt Nam đã khép lại chiến dịch vòng loại U23 châu Á 2024 bằng trận hòa 2-2 trước U23 Singapore. Trung cuộc, đoàn quân của huấn luyện viên Chu Xie đứng đầu bảng C với 7 điểm trong tay nhiều hơn đội xếp thứ hai là Yemen một điểm. U23 Việt Nam cùng 14 đội bóng xuất sắc nhất vòng loại sẽ cùng chủ nhà U23 Qatar tham dự vòng chung kết U23 châu Á, được tổ chức vào năm sau tại Qatar. Vòng chung kết U23 châu Á 2024 cũng là kỳ thứ 6 của giải đấu dành cho lứa tuổi U23 của châu Á được tổ chức. Các đội Jordan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Uzbekistan, Iraq, Australia và Ả Rập Xê Út cũng là những đội tham dự vòng chung kết nhiều lần nhất mỗi đội 6 lần. U23 Việt Nam trong nhóm các đội có số lần tham dự nhiều tiếp theo, với 5 lần góp mặt tại vòng chung kết. Số lần tham dự của U23 Việt Nam ngang với chủ nhà Qatar, UAE, Thái Lan và Trung Quốc. Đây cũng là lần thứ 5 liên tiếp bóng đá Việt Nam tham dự kể từ lần đầu tiên vào năm 2016. Ở sân chơi này, U23 Việt Nam từng gây địa chấn khi vào tới trận chung kết năm 2018 tại Thường Châu, Trung Quốc và giành ngôi Á quân Trung Quốc. Ban đầu vòng chung kết U23 châu Á 2024 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 10 đến ngày 28 tháng 1 năm 2024. Tuy nhiên sau khi vòng chung kết ASEAN CUP được chuyển sang tháng 1 năm 2024 thì giải U23 châu Á đã được rời sang tháng 4 để tránh trùng lịch với giải vô địch châu Á dành cho cấp đội đội tuyển quốc gia. 11 đội đầu bảng giành quyền vào vòng chung kết có Jordan, bảng A, Hàn Quốc, bảng B, U23 Việt Nam, bảng C, Nhật Bản, bảng D, Uzbekistan, bảng E, Iraq, bảng F, UAE, bảng G, Thái Lan, bảng H, Australia, bảng I, Ả Rập Xê Út, bảng J và Indonesia, bảng K. Các đội nhì bảng còn lại giành được vé vớt đến vòng chung kết có đội nhì bảng F Kuwait và đội nhì bảng I Tajikistan. U23 Malaysia dự giải với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt thứ tư vòng loại. Đứng trên Malaysia một bậc trong nhóm các đội nhì bảng có thành tích tốt nhất là U23 Trung Quốc. U23 Việt Nam có thể cùng bảng các đội Đông Nam Á ở vòng chung kết U23 châu Á 2024. Theo cách phân chia nhóm hạt sống tại vòng chung kết U23 châu Á 2024, thì đội tuyển U23 Việt Nam hoàn toàn có thể chạm trán với Thái Lan, Malaysia hay Indonesia. Dựa theo thành tích thi đấu ở kỳ tổ chức trước đó, nhóm hạt sống số 1 gồm Qatar, Ả Rập Xê Út, Uzbekistan và Nhật Bản. Trong khi đó, đội tuyển U23 Việt Nam được xếp ở nhóm hạt sống số 2 cùng với Úc, Hàn Quốc và Iraq. Điều này giúp U23 Việt Nam tránh được việc sẽ phải đối đầu trực tiếp với ba đội bóng trên ở vòng bảng. Tuy nhiên, họ có thể sẽ gặp lại những đối thủ trong khu vực khi Thái Lan ở nhóm 3 cùng Jordan, UAE và Kuwait. Còn hai đội Malaysia và Indonesia được xếp vào nhóm hạt giống số 4 cùng Tajikistan và Trung Quốc. Như vậy, hoàn toàn có khả năng đội tuyển U23 Việt Nam sẽ nằm cùng bảng với Thái Lan và Indonesia, Malaysia. Và đây chắc chắn sẽ là một thách thức không nhỏ với các cầu thủ trẻ của chúng ta khi mà các đối thủ đã không còn lạ gì cách đá của họ. Tại vòng chung kết, 16 đội bóng góp mặt sẽ được chia làm 4 bảng và thi đấu vòng tròn một lượt. Hai đội bóng đứng đầu mỗi bảng sẽ lọt vào tứ kết. Tám đội bóng vào vòng tứ kết sẽ thi đấu loại trực tiếp tìm ra nhà vô địch. Đáng chú ý, ba đội bóng xếp hạng tốt nhất sẽ giành xuất trực tiếp tham dự Olympic Paris 2024 với tư cách là đại diện của châu Á còn đội xếp thứ tư sẽ thi đấu trận play-off với đại diện thứ tư của vòng chung kết U23 châu Phi.